Nhìn giống hệt người mẹ ruột đã qua đời. Cô vừa nói gì? Xin lỗi. Cô vừa mới nói cái gì? Cô muốn nói chuyện gì? Tôi không có nói gì hết. Tôi không hề nói gì hết. Cái gì người mẹ qua đời? Hồi nãy không phải cô nhắc tới người mẹ ông qua đời hả? Cô đừng nói nữa, tôi không có nói gì hết. Cô hãy cho tôi biết. Huyết áp của cô vẫn còn rất cao. Chuyện trước mắt là phải bình tĩnh. Chị à, nhờ chị mà em bị điều qua khoa ung thư. Phó viện trưởng nói là chị kêu ông ấy làm vậy. Vất vả cho cô. Chị hả? Con đã tỉnh rồi. Hai người quen biết từ lúc nào? Má cũng không nhớ rõ. Bà con đang chờ má ở đại sảnh ở bệnh viện đó. Nhưng má đi rồi sẽ không ai lo cho con. Nhìn giống hệt người má ruột đã qua đời. Thôi thì má ở lại đây với con thêm một chút nữa. Con ngủ. Nhìn giống hệt người má ruột đã qua đời. Tại sao bà lại không chịu ăn? Xin lỗi anh, đã bận rồi con phải tìm thời gian để ăn với tôi. Từ trước tới giờ Hữu Lợi cũng không hề khiến tôi phải bận tâm. Lần này quá là bất ngờ. Con phải lo cho có dạ dày. Đối với bà, tôi vừa phải nói cảm ơn, lại vừa muốn nói lời xin lỗi. Dạo này cứ hay nghĩ tới chuyện muốn sinh con cái. Xin lỗi bà. Thật ra bà đã hiểu lầm ý của tôi. Bà đã cực khổ suốt một cuộc đời rồi. Hữu Lợi đang ở bệnh viện một mình đó. Tôi cần phải trở lại đó. Xin hỏi cô cần gì? Tôi muốn gặp y tá Từ. Cô đã hết giờ làm rồi. Làm ơn cho số điện thoại của cô. Cô y tá Từ hả? Tôi là Thôi Hữu Lợi. Tôi suy đi nghĩ lại, cảm thấy những lời cô nói hồi nãy có ý gì đó. Tôi không biết cô đang nói gì. Tôi không hề nói gì hết. Hồi nãy? Không phải cô đã nói hả? Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì nữa, và tôi không có gì để nói. Xin lỗi cô. Alo, alo. Chuyện gì? Sao con lại đứng ở đó? Nghỉ ngơi đi. Mà, con không khỏe chỗ nào? Hữu Băng và con. Sao vậy? Con cứ nói ra. Dạ không gì. Nhìn giống hệt người má ruột đã qua đời. Má đang giấu mình chuyện gì đây? Bà nói bà vào bệnh viện ăn sáng ở đó, cho nên ra ngoài trước. Bà biết rồi. Bà đã giải quyết xong chuyện, bác sĩ Kim Thái Dương từ trước. Làm như vậy mới đúng. Sau khi biết gia đình chúng ta phản đối việc hôn nhân, gia đình của bác sĩ Kim cũng phản đối.
Nghe nói không được phân chia tài sản cho nên thay lòng đổi dạ. Lòi cái bản chất thật ra rồi. Cho nên bà nội cũng không cần phải bận tâm. Nội phải chú ý sức khỏe. Phải nhớ coi chừng Hữu Lợi. Chắc là nó đau lòng lắm. Dạ. Cứ nằm hoài như vậy sao được chứ, thức dậy đi. Ôi giời. Cháu ngồi dậy ăn chút đồ. Bà nội lo cho cháu lắm đó. Thái Dương nó không ăn cơm. Thôi tôi cũng không ăn. Ôi trời ơi. Ôi thì khiếm mà lo muốn chết. Ôi phiền quá. Ôi. Hay quá, hay quá, hay quá. Đã hôn em rồi. Má, sao má có thể không ăn cơm chứ? Xin chào ông. Tối hôm qua ông ngủ có ngon không? À, ngủ ngon. Qua đây. Dạ. Ngoan. Dạ. Sao? Con muốn đưa tôi nhỏ qua Trung Quốc với con. Con không biết nói tiếng Hoa, dẫn nó qua đó làm gì? Con sẽ cố gắng chăm sóc cho nó. Ít ra thì con phải qua đó ở nửa năm trước coi làm sao rồi mới dẫn Tố Nhã qua. Má đâu? Đi kiếm ba rồi. Chị nghĩ có khỏe không? Có gì sao? Em còn nhớ lúc mình còn nhỏ hay không? Hồi nhỏ hả? Từ mấy tuổi bắt đầu có trí nhớ? Sao tự nhiên chị hỏi chuyện này? Trí nhớ sớm nhất là mấy tuổi? Hình như lúc 3 hay 4 tuổi gì đó. Em nhớ lúc mình tập chạy xe đạp. Vậy à? Không phải chị muốn học chạy xe đạp cho nên ba mới mua xe đạp cho chị. Em còn nói là em sợ cho nên em không tập. Đạp xe đạp là ai dạy cho chị? Là má. Em còn nhớ gì nữa không? Chị sao vậy, có phải nhức đầu hay không? Em còn nhớ được chuyện gì nữa? Không phải là ba bận hay sao cho nên chỉ có má chơi với mình mỗi ngày. Nghe em nói như vậy chị cũng nhớ lại rồi. Này nè nè. Chị không sao? Chị ăn cho nhiều, nhìn ốm quá. Lát nữa em sẽ trở lại thăm chị. Hữu Bân. Chuyện gì? Chắc bà nội phản đối kịch liệt lắm đúng không? Vậy ba má của chúng ta sao có thể kết hôn được? Cho nên ba là người thắng cuộc trong cuộc sống của mình. Nè, chị đừng có suy nghĩ bậy bạ nha. Kim Thái Dương đã rời khỏi bệnh viện rồi. Em nói gì? Ba đã chấp nhận đơn từ chức của ảnh. Đang ở đài truyền hình phải không? Có thể tới bệnh viện đón chị chứ? À, cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Chúc vui vẻ. Đồ ăn ngon lắm. Chắc tại thời tiết bây giờ nóng quá cho nên khách hàng vào ăn cũng nhiều hơn. À, đúng. Bữa nay làm ăn cũng khá tốt. Sắp có con trẻ làm luật sư rồi.
Chào má, con đã đến. Vũ trưởng, Vũ trưởng, anh tới rồi hả? Tuyên Châu, trông chừng tiệm giùm tôi một chút. Dạ, anh cứ tự nhiên. Không cần phải lo lắng, má em là vậy đó mà. Hình như muốn mở cuộc họp gia đình. Cuộc họp gia đình? Con cũng biết, hiện giờ má rất là thất vọng. Bây giờ muốn nói cái gì? Muốn mở cuộc họp gia đình chứ gì? Ở đâu ra gia đình chứ? Bộ má, thật sự muốn con lấy người đàn ông lớn tuổi hơn rồi chăm sóc con cái giùm người ta hay sao? Bằng tuổi với nhau, gọi là người đàn ông già. Người đó muốn được lợi ở gia đình mình chứ đâu có thích con. Má thấy đâu có sao? Má, bản thân con nghĩ đi nghĩ lại không có nghĩ ra. Lý do là tại sao? Cho nên mới nói đó là cái gì? Gia đình con không phải là đang tưởng rằng Mỹ Lai mang thai sao? Vậy thì sao? Cho nên nếu không có thấy bụng em ấy to ra thì chắc chắn sẽ nghi ngờ. Bây giờ chúng con nên nói ra sự thật hay là nhanh chóng cử hành hôn lễ thì mới có thể giải quyết được chuyện này. Theo con thấy nên nói ra sự thật. Ai cho rằng không thể nói ra? Còn má? Sao? Giờ là hai chọi một. Má chọn đi. Vậy tức là quyết định của má rất quan trọng. Dạ đúng. Nếu như má đồng ý với ý kiến của Mỹ Lai thì tỷ lệ là 2-2. Còn đồng ý với ý kiến của con thì là 3-1 đó. Nhanh lên đi má. Luật sư đó giải quyết làm sao? Má. Má à. Ôi dạ, má không biết phải làm gì. Cái đầu sắp nổ tung lên rồi. Má bỏ phiếu trắng. Má. Không sao. Anh đừng có lo lắng quá. Phải làm sao đây? Nếu hai người có lòng tin và tình yêu của mình thì hãy mau chóng kết hôn đi. Sau đó cố gắng sống tốt hơn. Phải làm sao đây? Phải làm sao mới được? Con muốn đi đâu vậy? Con phải tới đài truyền hình giải quyết một số việc. Má đi cùng với con. Con dẫn theo má tới đài truyền hình nha. Đạo diễn Triệu sẽ tới đây trước con. Con đi một lát sẽ về ngay. Con thật không sao chứ? Chở tôi về nhà trước. Hả? Tôi về nhà một chuyến nha. Hữu Lợi nói phải ra đài truyền hình có việc. Nhưng nó đâu có thể tùy tiện xuất diện. Thì đó. Tôi về nhà chuẩn bị cơm nước cho má trước rồi sẽ quay trở lại ngay. Được, tôi biết rồi. Thái Dương. Dạ. Bà nội cháu nói nếu cháu không ăn cơm bà cũng sẽ không ăn. Cháu mau ra ngoài ăn chút gì đi, hả? Trốn hoài trong này cũng không giải quyết được, hả? Ơi, đúng rồi, hả? Làm bộ ra ngoài ăn một chút gì đi, hả? Ngoan lắm, ngoan quá. Bà cũng thiệt, không có đứa nào ngoan như nó. Nghe nói bà nội của mình nhịn ăn liền lập tức ra ngoài ăn luôn. Ôi nóng quá. Chắc con cảm thấy rất khó chịu. Má có nấu canh cho con. Hâm nóng lại thức ăn luôn rồi. Ôi trời đất ơi. Ôi, cả miếng canh cũng ăn không nổi. Thiệt tội nghiệp. Không biết làm sao để giúp nó.
Hữu Lợi đã về rồi à? Dạ không rõ, tôi không có nhìn thấy. Ở giờ làm má hết hồn, không phải con tới đài truyền hình. À, con về để lấy tư liệu. Con tới phòng má làm gì? Má có kem dưỡng da tay hay không? Kem dưỡng cho da tay. À, chắc con phải ra ngoài mua. Kêu cậu ta ở ngoài vào đây một chút đi. Không cần. Hữu Lợi à? Dạ. Qua bển ngồi xuống. Cháu đã nghe tin bác sĩ Kim Thái Dương từ chức rồi chứ? Bà nội không tin là hôm đó Kim Thái Dương kia lại cả gan bắt cóc cháu. Bây giờ bà nói thẳng với cháu, nếu cháu còn gặp mặt nó thì bà sẽ khiến tất cả bệnh viện ở thành phố tẩy chay Kim Thái Dương. Những bệnh viện lớn ở đây không có bệnh viện nào nhận nó hết. Cháu nghe rõ chưa? Cháu phải ra ngoài. Con chuẩn bị cơm trưa xong rồi, cũng phải ra ngoài. Có phải ở đây không? Cơ quan xét nghiệm DNA. Em chờ tôi đây. Chị tới đây làm gì? Cứ đợi đây đi. Mời má ăn cơm. Thật ra cô muốn gì đây? Má nói vậy là thế nào? Cô muốn đấu sống chết với tôi, cho nên mới đồng ý cho Hữu Lợi và Thái Dương kết hôn. Sao đột nhiên lại thay đổi thái độ? Lúc đó không phải má đang lâm nguy sao? Nói vậy là vì tôi à? Chứ má ăn ngon. Cả đời tôi không có thích thái độ này của cô. Là thái độ gì của con? Cái thái độ không biết cảm ơn người khác. Má à. Thấy chưa? Má ghét nhất là thái độ này của nó. Ở đây có hai bạn trai nếu làm xét nghiệm sẽ biết giới tính chứ? Dạ. Bao lâu mới có kết quả? Con gian xin má đó má à. Một người chăm sóc cháu của má bao nhiêu năm nay, má không thể bỏ qua cho cổ hay sao? Khi mà cổ kết hôn với con, đã chấp nhận yêu cầu của má rồi, đã gạt người ta 30 năm trời. Bây giờ má cũng muốn làm sao? Má để yên cho họ sống được không? Không phải nhờ như vậy mà nó sống cuộc sống giàu sang bao nhiêu năm, còn làm được chức viện trưởng phu nhân nữa. Vẫn chưa đủ hay sao? Con khuyên má cũng đừng có làm quá đáng. Có lẽ là vì vấn đề sức khỏe, cho nên bây giờ vẫn còn rất nhạy cảm. Ăn cơm xong rồi thì cứ ra ngoài đi. Tôi với bà cùng đi.
Chị ấy chưa nghe điện thoại. Số điện thoại quý vị đang gọi hiện giờ không liên lạc được. Là chuyện của chị mà không chịu nghe điện thoại. Thôi gọi trực tiếp cho má vậy. Mình đích thân qua đó luôn. Bây giờ chắc má đang ở nhà. Lỡ như má đi bệnh viện rồi thì sao? À má hả? Là con đây. À, má có nhà không? Dạ, tại vì chị không có bắt máy. Dạ. Dạ, con biết rồi thưa má. Sao? Má đang rất tức giận. Nói không cần đến nữa, phiền quá. Đột nhiên bà làm sao nữa đây? Lại có chuyện gì không vui hả? Giờ làm sao? Tôi làm bao nhiêu món thế này rồi? Nếu bây giờ chúng ta qua bên đó, má nhất định sẽ trút giận. Tất nhiên. Vậy thì đừng đi. Anh sẽ qua công ty ngay. Đi đi. À. Chị giúp việc à? Làm ơn để những thứ này vô tủ lạnh giùm tôi. Dạ. Điều kiện như vậy thì có được hay không? Trong này điều kiện đọc là chào chen. Chào chen. Chào chen. Chào chen. Chào chen có nghĩa là điều kiện. Điều kiện. Là điều kiện. Khởi gì ba? Có nghĩa là được thôi. Khởi gì ba? Khởi gì ba? Nếu nghĩ không ra cứ nói khởi gì ba là được rồi. Khởi gì ba? Đã bắt được rồi. Bắt được rồi. Hôm nay anh bạn muốn chết luôn à. Em đợi anh lâu lắm có phải không? Bận như vậy còn tới đây làm gì nữa? Không có chỗ đậu xe cho nên chạy từ đó tới đây kìa. Hôm nay em có sao hay không? Phải về nhà sớm thôi. Anh sao vậy? Vì anh hôn em cho nên em thấy mắc cỡ. Chúng ta hãy đi ăn đồ ngon, có được không? Nếu như em không có thấy đói, thì đi coi phim. Em không muốn. Anh về nhà đi. Nè, anh chạy từ bên kia qua tới đây đó. Bây giờ thì em đang diễn cô gái lộ lem hả? Kim thần tinh! Dùng cách này để dụ dỗ tôi. Đúng là hiểu gì đàn ông quá mà. Cứ dụ tôi hoài à. Tôi cảm thấy thích thêm. Đã coi quá nhiều truyện tranh rồi. Cô gái lộ lem phải về nhà trước 12 giờ, cho nên mới đi tìm. Thiệt tôi là thích quá đi. Không được đâu, Kim Thần Tinh. Đừng có mong đợi cái gì hết. Như thế này là đủ rồi. Không phải là hạnh phúc lắm hay sao? Vậy là đủ rồi. Ôi ra hết rồi. Ăn có vài miếng thôi. Phải. Không nói lời nào hết. Tôi và má lo muốn chết. Không biết có phải là chia tay hay là sao đó. Nó không nói tiếng nào. Nên không ai biết gì. Nó không có đi đâu hết sao? Tối ngày nó cứ nằm ở trong phòng hoài. Ông mau nghĩ cách coi bây giờ chúng ta phải làm sao đây. Còn làm sao được. Bây giờ chỉ có thể đợi nó từ từ hồi phục. Ông à, có khi nào hai đứa nó rủ nhau trốn đi hay không? Chắc cô Lợi không có làm vậy đâu. Không phải đã biết rồi sao? Ôi buồn quá, lo muốn chết luôn. Cứ để nó đi một mình. Buông không có sao ra. Đâu. Nói hoài cũng không chịu nghe. Ôi trời. Ôi trời. Chỉ vì một người con gái như cổ, cô đáng cho cháu làm vậy không? Ôi, cháu muốn nhìn bà chết luôn mới vừa lòng hay sao? Bà đâu có thể nói hối là gì được. Cho nên bà mới phản đối đúng không? Ở nhà có phản đối cháu kết hôn cũng không có tác dụng gì hết, cho nên bà mới nói như vậy đối với cổ có đúng hay không hả? Bà không biết cổ quan trọng tới cỡ nào đối với cháu sao? Đây là lần đầu cháu mở cõi lòng để tiếp nhận với người khác. Tiền hả? Bà thật sự cần tiền để làm gì? Bà đã bày ra tất cả chỉ là muốn bán cháu đi, muốn dùng chìa khóa để mà bán cháu đi. Tại sao cháu
Cháu yêu cô ta thâm thiết đến như vậy. Thái Dương. Cháu đã biết rồi chứ. Từ thời kỳ thanh xuân, cháu không phải là con ruột của má. Cháu biết rồi mà. Nhưng tại sao cháu không hỏi gì hết? Không hỏi bà nội, không hỏi bà là má của cháu ở đâu? Chính vì sợ má cháu. Hả? Sau khi xin cháu sợ, đã đành lòng bỏ rơi cháu mà đi. Nên cháu không dám hỏi chân tướng sự việc là thế nào. Vì sợ mình là đứa con bị mẹ bỏ rơi, cho nên không dám hỏi. Có thật sự là má con đã bỏ con hay không? Mà con đã chết rồi, có đúng vậy không? Cho nên con không dám hỏi. Cháu chưa từng nói qua một lần là cháu yêu ai. Hữu lại là người duy nhất mà cháu yêu. Nếu anh Dương không có cháu bên cạnh, sẽ sống không nổi. Vết thương trong lòng ảnh chỉ có mình cháu biết. Người có thể làm lành vết thương ảnh cũng chỉ có mình cháu. Cháu Giang xin bà. Bà Hải, trả lại tự do cho cháu đi bà. Làm sao đây? Phải làm gì bây giờ? Sợ má nó còn sống. Sợ sự thật là má nó đã bỏ rồi. Cho nên nó cứ giả vờ là mình không biết. Bà kêu tôi phải nói sao cho nó biết đây. Nói thế nào? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại phải chia tay với anh?
đi đâu rồi? Má hỏi bên đài truyền hình chưa? Má không liên lạc được. Chị để lại áo bệnh nhân ở chỗ này, chắc là đã ra ngoài. Nó không nghe điện thoại. Ê, đúng là phiền quá. Má ở đây đợi con ra ngoài tìm thêm lần nữa. Vậy thì má cũng đi tìm lòng vòng trong bệnh viện thôi. Thôi lại. Dạ.